đầu năm hoa lan xin ta tự đón chào. Cái nhà này càng ngày nó càng dốc, hên hên leo hoài mà hên leo không nổi. Chắc bữa nào hết đứng ở đầu kia hên nhúng cho nó bằng lại rồi hên mới mời mấy thầy qua chơi quá à, mệt quá. Từ khi mà gặp Ến á, trái tim của Lý nó sao xuyến đầy quyến Lý. Hôm nay Lý nguyện như khiến cái đó, khiến cái đó, khiến cái đó. Lý trời ơi à, giấu luôn đường này tôi chắc ăn nè. Trời ơi quỷ của ta, ta biết mà. Quang Anh, Quang Quang hả? Còn lát nó bứng cái bàn giặt được kìa luôn. Ai làm gì vậy, ai chọt ta vậy? Chó. Ai chọt ta vậy? Chó. Chó hả? Dạ.